Cá sấu được biết đến là loài động vật ăn thịt máu lạnh đáng sợ nhất trên trái đất ngày nay. Loài cá sấu và cũng là loài bò sát lớn nhất còn sống là cá sấu nước mặn. Nhưng trong quá khứ của những loài cá sấu còn lớn hơn nhiều lần, những loài cá sấu này thậm chí còn không ngại bước ra khỏi vùng mà nó làm bá chủ, đi mạo hiểm bước trên mặt đất để săn mồi, bao gồm cả khủng long. Trong video ngày hôm nay, Ultraxe sẽ cùng các bạn điểm qua tứ đại cá sấu hung tợn nhất thời tiền sử. Lưu ý mình cũng như các bạn là đang tìm hiểu có bí học hỏi, chứ không phải chia sẻ kiến thức nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Các bạn có thông tin gì cần góp ý thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì đến ngay với ứng dụng Xwork, ứng dụng kiếm tiền online hiện đang hot trên khắp coi mạng. Đây là top những người kiếm được nhiều tiền nhất trên Xwork hiện tại. Để nói về độ uy tín thì khỏi phải bàn khi app này đã có hơn 5 triệu lượt tải trên CS Play. Các bạn hãy tải app về và ấn vào dấu ba gạch ở góc màn hình, rồi sau đó chọn vào mục gift code và nhập mã gift code Ultraxe để nhận thêm bill chơi game hoặc có thể rút ra hiện kim được luôn nhá. Cũng thao tác như vừa rồi thì các bạn hãy chọn vào ô mã giới thiệu, sau đó nhập mã giới thiệu UL9ST23 để có cơ hội nhận thẻ cào lên đến 100 cành. Các bạn có thể cày chay hoặc x3 thu thập với linh thú. Ngoài ra còn có hai con game kiếm tiền cực nhanh và có tỷ lệ thắng khá cao là chạy đua tốc độ và vua thoát hiểm. Với trò vua thoát hiểm thì các bạn chỉ việc chọn phòng để trốn sát thủ. Bí mật một mẹo để thắng là các bạn chỉ cần xem xét kết quả của vòng trước để xem sát thủ vào phòng nào. Vòng sau các bạn vào lại phòng đó thì tỷ lệ chiến thắng của các bạn đã lên đến 80% rồi. Còn game chạy đua tốc độ cũng tương tự, các bạn sẽ chọn nhân vật mà các bạn thấy thích và chiến thắng thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng thì có thể rút tiền về Momo hay Banking cực kỳ dễ dàng. App ngon thế này thì ngại gì mà không chơi. Các bạn tranh thủ tải luôn đi, link tải, mã giới thiệu và gift code mình sẽ để ở phần mô tả và bình luận. Cảm ơn các bạn, còn giờ thì intro lên! Purusaurus là một trong những chi cá sấu caiman lớn nhất từng tồn tại, vì có một số nhà khoa học cho rằng nó nhỏ hơn một chút so với Ramphosuchus. Chi cá sấu này thuộc họ Gavialidae, cá sấu Ấn Độ cũng thuộc họ này. Đã có 3 loài Purusaurus được xác định là Purusaurus brasiliensis, Purusaurus navensis và Purusaurus mirandae. Hóa thạch của các chi cá sấu khổng lồ này được tìm thấy rải rác ở nhiều nơi trên khắp Nam Mỹ và đều có niên đại thuộc thế Miocene. Trong đó, mẫu vật lớn nhất là một hộp sọ của một cá thể Purusaurus brasiliensis dài đến 1,4m. Tuy nhiên, do chỉ có một hộp sọ được phát hiện, nên chỉ có thể ước tính rằng một con Purusaurus brasiliensis trưởng thành dài khoảng 12,5m, nặng khoảng 8,4 tấn. Tất cả các loại cá sấu còn tồn tại đều có cấu tạo cơ thể tương tự nhau, bao gồm việc thích nghi với lối sống dưới nước. Với các tiền bối của chúng cũng vậy, hầu hết các loại cá sấu đã tuyệt chủng đều có cấu tạo cơ thể tương tự nhau. Nhưng Purusaurus là một ngoại lệ, vì nó có cấu trúc khác biệt, điều này khiến nó trở nên độc đáo. Các nghiên cứu trên mẫu vật Purusaurus mirandae cho thấy có ít hơn một đốt sống ở thân và thừa một đốt sống ở vùng xương chậu, nên Purusaurus mirandae khác với các loài khác khi có 14 đốt sống thân và 3 đốt sống chậu. Sự sắp xếp này giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể lớn và tránh gây tổn hại đến bộ xương. Nó cũng chỉ ra rằng các loài cá sấu đã tuyệt chủng khác cũng có thể có cấu trúc bộ xương tương tự. Một đặc điểm nổi bật khác của Purusaurus là lỗ mũi ngoài lớn, chiếm gần một nửa mõm. Hơn nữa, vì nó có đầu lớn hơn hầu hết các sinh vật khác, nên có thể có cổ dày hơn, khỏe hơn để có thể nâng đỡ trọng lượng của cái đầu to chà bá này. Purusaurus cũng có một số sự thật thú vị về răng. Ba chi này có răng hơi khác nhau, nhưng tất cả đều dài khoảng 5,5cm. Chúng cũng có những đường gờ nhỏ ở rìa, cho biết loại con mồi mà chúng ưa thích. Vì răng thường có hình nón và hơi dẹt ở phía trên, nên chúng không tiếp xúc với xương. Bộ hàm này mang lại cho chúng lực cắn rơi vào khoảng 69.000 N. Kích thước và sức mạnh cực đại của loài vật này đạt được dường như cho phép chúng bao gồm nhiều loại con mồi trong chế độ ăn của mình, khiến chúng trở thành loài săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái, với lượng thức ăn trung bình hàng ngày là hơn 40 kg.
hóa thạch kết hợp sỏ Copurosaurus được tìm thấy ở Amazon của Brazil và Peru, hệ tầng Villa Vieja của Colombia, hệ tầng Culebra của Panama, hệ tầng Urumaco và Soroco ở phía bắc Venezuela. Điều này cho thấy Purosaurus phát triển mạnh mẽ ở phía bắc Nam Mỹ trong thế Miocen giữa đến cuối. Trong suốt thời kỳ này, các lưu vực thoát nước lớn, được gọi là hệ thống đất ngập nước lớn, Bebas và Acri đã hình thành trong khu vực. Những vùng đất rộng lớn này tạo nên một hệ thống phức tạp, gồm các môi trường đồng bằng châu thổ, đầm lầy và sông, đã tạo nên nhiều quần thể sinh vật vô cùng phong phú. Một quần thể cá sấu đa dạng và phân bố rộng rãi đã tồn tại cho đến khi các vùng đất ngập nước như vậy biến mất vào thế Pliocene. Khi Purosaurus bị tuyệt chủng cùng với tình trạng đói khát liên tục của nhiều nhóm khác, tất cả đều là cá sấu lớn đến khổng lồ. Cũng như cá sấu caiman nhỏ và chuyên biệt, Rhoeplyrodiran lớn, một số loài động vật có vú, cá, động vật thân mềm và động vật giáp xác. Sự suy thoái của hệ động vật thủy sinh và ven sông ở phía bắc Nam Mỹ diễn ra sau sự khởi đầu của hệ thống sông Amazon hiện đại vào thế Pliocene. Sự thay đổi mạnh mẽ nhất của Amazon do quá trình hình thành dãy núi Andes nhanh hơn và rộng hơn giữa thế Pliocene muộn và thế Pliocene từ 7 đến 2,6 triệu năm. Yeah. Để hiểu được quá trình sinh sản và vòng đời của Purosaurus, chúng ta phải tìm hiểu những gì chúng ta biết về loài cá sấu. Có lẽ không phải tất cả các đặc điểm và hành vi đều đúng với Purosaurus, vì đó đã sống cách đây hàng triệu năm và một số thứ có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng ít nhất chúng ta có thể phác thảo một bức tranh có thể có về khía cạnh này. Có thể các bạn đã biết hoặc không, thì cá sấu đực có thể xã giao với càng nhiều con cái càng tốt. Điều này có nghĩa là việc kết đôi mà chúng ta hay gọi là một vợ một chồng là điều gần như không có. Hơn nữa, một số loại cá sấu có thể sinh sản bằng phương pháp linh tính. Đây là một hình thức sinh sản vô tính. Tuy nhiên, điều này chỉ được quan sát thấy ở loài cá sấu Mỹ. Một số con đực tham gia vào mạng tán tỉnh bằng cách cọ sát vào con cái, bơi vòng quanh và thể hiện kiểu bơi tán tỉnh. Khi con cái cong lưng rồi nhúng đầu và đuôi vào nước thì tức là nó đã sẵn sàng để này nọ. Sau đó là gì thì các bạn cũng biết rồi ha. Khoảng một tháng sau ngày hôm đó, con cái xây tổ, thường là các hố hoặc gò đất bao gồm rác, cát và thực vật. Nó đẻ từ 10 đến 50 trứng cho một lứa, và những quả trứng này cần thời gian ấp từ 2 đến 3 tháng. Nhiệt độ ấp trứng cũng được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến giới tính của con non. Tất cả con non thường được đảo cùng lúc và mẹ của chúng sẽ mang chúng xuống nước. Thông thường, cha và mẹ vẫn luôn ở gần con mình. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả các loài, vì một số loài phụ thuộc vào cái gọi là vườn ươm, nghĩa là con non được một nhóm cá sấu chăm sóc, không phải chỉ riêng bố mẹ chúng. Dù bằng cách nào, có thể mất từ khoảng 2 tháng đến 1 năm tùy theo loài để con non trở nên độc lập. Purosaurus là một phần của nhánh Rocodilomorpha thuộc nhóm bò sát chúa Archosaur. Do đó, tổ tiên lâu đời nhất được biết đến của chúng đã sinh sống trên trái đất từ kỷ Trias muộn. Những loài cá sấu đầu tiên là Sphenosuchia, loài động vật nhỏ, mảnh khảnh. Mình đã có đề cập trong video nói về việc tại sao cá sấu không phải là khủng long. Các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc có phần mô tả nhé. Những sinh vật này là Pseudosuchian duy nhất sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Trias, Jura. Vào đầu kỷ Jura, nhiều ấp sinh thái vẫn còn trống sau khi các loài động vật khác tuyệt chủng. Và những loài cá sấu này đã phải trải qua nhiều quá trình tiến hóa và thích nghi để lấp đầy những hốc đó. Trong kỷ Jura và kỷ phân trắng, nhiều loài động vật đã tiến hóa với chi trước giống mái chèo và đuôi giống cá để thích nghi về lối sống dưới nước. Nhánh Eosuchia bao gồm Purosaurus và tất cả các loài cá sấu còn tồn tại xuất hiện cách đây khoảng 80 triệu năm. Thành viên lâu đời nhất còn được biết đến là Hylaeocamsa vectiana. Tiếp theo là loài cá sấu móng guốc của kỷ cổ cận Paleogene. Purosaurus hiện là một phần của nhánh Zacharia, cùng với các chi còn tồn tại là Caiman và Melanosuchus. Nhưng những quá trình tiến hóa này cũng có một số tác động tiêu cực. Hầu hết chúng liên quan đến cấu trúc hộp sọ. Để hỗ trợ trọng lượng và lực cắn lớn như vậy, cả hai đều đặt các loài có cơ thể lớn vào một vị trí sinh thái mong manh. Những hạn chế về mặt sinh lý đã đóng vai trò như một rào cản, ngăn cản Purosaurus brasiliensis đạt đến kích thước lớn hơn nữa. Điều hòa nhiệt độ cơ thể và các áp đặt sinh thái, chẳng hạn như lượng thức ăn tiêu thụ, tốc độ tăng trưởng, khả năng tiếp cận con mồi và quy mô quần thể hay phạm vi sinh sống của cá thể có thể nằm trong số đó. Vị trí xích đạo và địa hình của môi trường cổ đại, cũng như sự sẵn có của con mồi có thân hình lớn và sự cạnh tranh với các loài săn mồi dưới nước khác, trong một môi trường sống đa dạng có thể đã thúc đẩy quá trình tiến hóa của kích thước cơ thể ở Purosaurus.
nhưng điều này cũng có thể khiến nó dễ bị từ chủng. Những thay đổi trên quy mô lớn trong môi trường rất có thể đã khiến Brontosaurus và các loài cá sấu khổng lồ khác, ví dụ như Diplodocus, Hesperogavialis, Borasuchus biến mất, để ủng hộ các loài nhỏ hơn có khả năng thích nghi hơn về mặt sinh thái. Nhìn chung, sự nhiễu loạn thường có tác động tiêu cực mạnh, không cân xứng đến các loài lớn hơn, có xu hướng là những tác nhân tương tác mạnh mẽ trong chuỗi thức ăn. Trong một hệ sinh thái, các loài được liên kết với nhau thông qua một mạng lưới tương tác giữa các loài và các dòng năng lượng và vật chất. Sự nhiễu loạn ở các nút liên quan đến các loài chủ chốt hoặc các loài ăn thịt hàng đầu có tác động rộng rãi đến các mạng lưới, gây ra sự thay đổi chế độ hệ sinh thái trên quy mô lớn. Sự mất mát của Brontosaurus có thể có những tác động quan trọng đến sự đa dạng chức năng của hệ sinh thái Amazon cổ đại, gây ra sự tuyệt chủng thứ cấp theo tầng và cuối cùng là định hình lại toàn bộ mạng lưới sinh học. Kích thước và sức mạnh cực đại mà Brontosaurus đạt được có thể là phản ứng thích nghi với sự cạnh tranh diễn ra tự nhiên để tránh chồng chéo sử dụng tài nguyên trong môi trường sống. Brontosaurus dường như đã đạt được sự phân tách sinh thái của mình thông qua sự mở rộng cơ thể đáng kể và sự chuyên môn hóa hợp sọ. Sự mở rộng cơ thể này cho phép nó bao gồm nhiều loại con mồi hơn vào chế độ ăn của mình và lực cắn tăng lên khi kích thước cơ thể cũng tăng lên. Đầu rộng cho phép nó bắt con mồi lớn hơn, có thể bao gồm các loại bò sát và động vật có vú trên cạn khác, trong khi các dạng mõm dài bao gồm nhiều cá hơn trong chế độ ăn của chúng. Kích thước và lực cắn của Brontosaurus sẽ cho phép nó bắt được con mồi nặng hơn 1 tấn. Một số nghiên cứu cho rằng một con Brontosaurus nặng 8,4 tấn, tiêu thụ trung bình từ 20 đến 60 kg thực phẩm mỗi ngày. Có thể tiêu thụ lượng thức ăn bằng trọng lượng của chính nó trong vòng từ 142 đến 390 ngày. Vào năm 2020, phân tích dấu răng hóa thạch ở Peru cho thấy loài cá sấu caiman cổ đại này có cú đớp uy lực khiến các nhà khoa học bất ngờ. Họ cho rằng cách đây 113 triệu năm, một chi cá sấu Brontosaurus đã tấn công vào chân sâu của một con lười đất ở bên bờ sông Napo và đã để lại 46 dấu răng làm bằng chứng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Peruana Cayetano Heredia của Peru giờ đây đã có thể dựng lại hiện trường để đo đạc lực cắn của loài bò sát săn mồi đỉnh cao này trong quá khứ. Như đã nói bên trên, thì lực cắn của Brontosaurus là khoảng 69.000 newton, tương đương với khoảng 7 tấn. Đã khiến cú đớp này của nó mạnh đến nỗi những chiếc răng của nó đâm thủng xương chày và làm vỡ một phần rộng lớn của xương đặc. Khám phá này cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi tại lưu vực quanh sông Amazon ở Nam Mỹ trong quá khứ. Xương chày được phát hiện bên bờ sông Napo ở Peru là hóa thạch đầu tiên của một loài động vật có vú mang dấu răng của cá sấu Brontosaurus. Do đó, nó có ý nghĩa quan trọng cho việc nghiên cứu hệ sinh thái cổ đại. Xét đến vai trò và vị trí của loài cá sấu này trong dòng chảy lịch sử của các sinh vật trên hành tinh, không có gì ngạc nhiên khi Brontosaurus lại thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học đến vậy. Nhờ những nghiên cứu của họ, hiện nay chúng ta đã có bức tranh hoàn thiện hơn về lịch sử tiến hóa của các loài sinh vật. Ngày nay, tất cả những gì còn lại là hy vọng vào những khám phá cổ sinh vật học trong tương lai, có thể tiết lộ thêm nhiều chi tiết hấp dẫn về bộ xương sâu sọ của sinh vật này, hiện vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Nếu bạn muốn xem lại bản dựng của Brontosaurus, hãy xem loạt phim tài liệu Paleo World hoặc chơi tựa game Jurassic World Alley. Deinosuchus có nhiều điểm khá giống với cá sấu hiện đại vì đặc điểm thể chất, ngoại trừ việc nó lớn hơn. Mặc dù người ta thừa nhận rộng rãi rằng Deinosuchus thực sự là một loài cá sấu rất lớn, nhưng con số chính xác vẫn còn gây tranh cãi vì chúng được tính toán dựa trên các mảnh hóa thạch. Vào năm 1954, người ta ước tính rằng Deinosuchus dài khoảng 15 mét, kết quả dựa trên một hộp sọ dài 1,5 mét. Tuy nhiên, vào năm 1999, các nhà khoa học đã đề xuất một kết quả khác dài từ 8 cho đến 10 mét. Trọng lượng ban đầu được ước tính là 2,5 cho đến 5 tấn, nhưng các nhà khoa học khác đề xuất trọng lượng lên tới 8,5 tấn, một sự khác biệt khá lớn. Và ở thời điểm hiện tại, nó đang có chiều dài 14,5 mét và nặng khoảng 15,4 tấn. Nếu nghiên cứu thêm, người ta sẽ nói Deinosuchus là một loài cá sấu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ngay cả các nhà khoa học cũng chưa chắc chắn liệu điều này có đúng hay không. Một số người cho rằng Brontosaurus cũng lớn như vậy hoặc thậm chí còn lớn hơn.
Thật không may, cũng như bất cứ điều gì liên quan đến cổ sinh vật học và thời tiền sử thế giới của chúng ta, kích thước của cả hai chi chỉ là ước tính và chúng ta không bao giờ biết được toàn bộ sự thật. Ngoài kích thước lớn hơn, Deinosuchus còn nổi tiếng nhất về hình dạng kỳ lạ của học sọ đó là nó rộng, phồng lên ở phía trước và có hai lỗ ở phần trước hàm. Hình dạng này làm cho Deinosuchus trở nên độc nhất trong số các sinh vật cùng loài. Răng của nó dày và khỏe nhưng có kích thước và hình dạng khác nhau tùy thuộc vào vị trí của chúng trên hàm trên. Ví dụ những chiếc răng gần hàm sâu ngắn hơn và không được dùng để đâm con mồi như những chiếc răng khác. Deinosuchus có lưng được bao phủ bởi các vảy xương lớn và có lỗ sâu. Deinosuchus sống cách đây khoảng 82 cho đến 73 triệu năm trước. Hóa thạch của loài cá sấu lớn này được phát hiện ở ít nhất 10 bang của nước Mỹ và có thể là cả miền Bắc Mexico. Texas và Montana là một trong những địa điểm giàu có nhất. Nhưng hóa thạch cũng đã được tìm thấy ở nhiều địa phương ở bờ đông. Do đó, Deinosuchus được phổ biến rộng rãi trên cả hai phần của đường biển nội địa phía Tây. Texas, Wyoming, Utah là một trong những nơi tìm thấy hóa thạch. Vẫn còn một số hóa thạch từ Colorado, Delaware, Nam Carolina và miền Bắc Mexico được cho là thuộc chi này nhưng chưa bao giờ được chính thức công nhận. Vì vậy, sự phân bố của Deinosuchus trên khắp các địa điểm này vẫn chỉ là suy đoán. Vị trí hóa đa nhiều hóa thạch Deinosuchus nhất là đồng bằng ven biển Vịnh Georgia, trong khi các cá thể lớn nhất thuộc về thành thể Anguilla ở Texas. Vì việc tập trung vào tất cả các địa phương nơi hóa thạch Deinosuchus được tìm thấy là một thách thức, nên chúng ta sẽ mô tả hệ thần Anguilla. Lãnh thổ này được cho là bao gồm môi trường vùng ngập nước biển, Baralic và nội địa. Hóa thạch Deinosuchus được phát hiện ở phần dưới của hệ tầng Anguilla phía trên, nơi có thể coi là môi trường sông ngòi với các vùng đồng bằng ngập nước ven biển và nội địa. Một số nguồn liệt kê rằng Deinosuchus đặc biệt thích các vịnh nước lợ, nghĩa là môi trường sống có nước tự nhiên có độ mặn cao hơn nước ngọt, và có thể chúng cũng đã mạo hiểm đến cả môi trường biển. Deinosuchus được cho là có lối sống dưới nước tương đối nghiêm ngặt, nhưng nó có thể được cho là đã mạo hiểm để bước lên mặt đất, đặc biệt vì nó được cho là loài săn khủng long. Lực cắn của nó được xác định khoảng 18.000 newton. Ngoài ra, các nhà khoa học coi điều này là hợp lý vì họ chưa tìm ra lời giải thích nào khác cho kích thước lớn của loài cá sấu này. Vì vậy, nó có thể thỉnh thoảng để ăn các loài khủng long chân chim và các động vật trên cạn khác đang đến gần mép nước. Các nhà khoa học cũng cho rằng Deinosuchus đã phục kích con mồi và kéo nó xuống nước để nhấn chìm, trong khi các loại cá sấu thời tiền sử khác như Sarcosuchus không thể thực hiện đòn cụng tử thần nổi tiếng dùng để khuất phục và chặt xé con mồi như Deinosuchus và họ hàng lớn của nó. Barosaurus có thể có một thể chất tốt để có thể thực hiện được hành vi này. Điều này càng ủng hộ cho giả thuyết rằng Deinosuchus có thể đã ăn các động vật trên cạn lớn hơn, bao gồm cả khủng long nhỏ và lớn. Bên cạnh các loại khủng long và các sinh vật trên cạn khác, Deinosuchus chủ yếu săn các loại rùa biển, đặc biệt là loài rùa Botrymis và các loài cá lớn. Để hiểu hành vi sinh sản của Deinosuchus, chúng ta phải chuyển sang những gì đã biết về hành vi sinh sản của cá sấu nói chung. Vì có rất ít nghiên cứu tập trung vào chi này và chủ đề cụ thể này nên người ta biết rất ít về hành vi cụ thể của nó. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng hành vi này tương tự như hành vi được quan sát thấy ở cá sấu hiện đại. Vì vậy, các nhà khoa học muốn chỉ ra rằng cá sấu là loài sinh sản hữu tính, giống như các loài bò sát khác. Những sinh vật này được cho là đa thê, có nghĩa là con đực giao phối với nhiều con cái càng tốt. Chỉ có cá sấu Mỹ là một đực một cái, khá là chung thủy đấy. Trong khi cá sấu Mỹ lại là sinh sản vô tính, vì có những trường hợp ngoại lệ đối với hành vi này. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Deinosuchus có thể là một đực một cái, giống như các loài chim hiện đại và có thể là cả khủng long thời tiền sử. Cá sấu tham gia vào các màn giao phối diễn ra trong nước. Một tháng sau, con cá bắt đầu xây tổ, thường là các hố và các ụ gần hang. Cùng một con cái có thể xây dựng nhiều tổ đặt gần nhau. Trứng được đẻ thành từng ổ và thời gian ấp kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng. Điều đáng chú ý là cá sấu nằm trong số những sinh vật có giới tính được xác định bởi nhiệt độ xảy ra trong quá trình ấp trứng. Sau khi con non nở, cả bố và mẹ được thể hiện sự chăm sóc đáng chú ý khi mang con xuống nước, đáp lại tiếng kêu và giúp chúng ăn. Chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng mọi thứ có thể hơi khác cách đây hàng triệu năm, nhưng chúng ta vẫn xem xét những chi tiết này khá toàn diện để tìm hiểu hành vi sinh sản có thể có của Deinosuchus. Có ý kiến cho rằng Deinosuchus có tuổi thọ từ 50 đến 51 năm. Người ta tin rằng các loài trẻ phát triển nhanh chóng trong 10 năm đầu tiên, sau đó tốc độ tăng trưởng giảm dần,
trong 5 đến 10 năm đầu tiên, chúng có thể dài thêm khoảng 0,3 mét mỗi năm. Giống như họ hàng của nó, Deinosuchus là một phần chính của nhánh Rocodilomorpha, các thành viên có niên đại từ kỷ Trias muộn. Những loài cá sấu lâu đời nhất được biết đến là loài Sphenosuchians nhỏ, mảnh khảnh, sống sót sau sự kiện đại tuyệt chủng kỷ Trias Jura. Xa hơn trong kệ tiến hóa, Deinosuchus được phân loại theo bộ Rocodilia và siêu họ Alligatoroidi, loài thứ hai có thể đã tách ra khỏi dòng dõi cá sấu Garian khoảng 100 cho đến 80 triệu năm trước, và chi lâu đời nhất được biết đến của nó là loài Lidiosuchus. Sau khi được phát hiện, Deinosuchus được xếp vào họ Rocodilidae và được cho là họ hàng cá sấu thật sự. Sau đó nó được đặt tên là Phobosuchus riograndensis. Tuy nhiên sau đó người ta xác nhận rằng loài bò sát mới được phát hiện này phải là một chi cơ bản trong nhóm Alligatoroidi. Qua nhiều năm, nhiều khám phá đã dẫn đến việc đặt tên và mô tả cho bốn loài: Deinosuchus hatcheri, Deinosuchus rugosus, Deinosuchus riograndensis, Deinosuchus trismeri. Trong đó thì Deinosuchus rirosus được biết đến ở Appalachia, trong khi Deinosuchus hatcheri và Deinosuchus riograndensis được biết đến ở Laramidia. Tuy nhiên, ngoài một số khác biệt nhỏ giữa chúng, các cá thể thuộc loài này gần như giống hệt nhau. Đó là lý do tại sao nhiều nhà khoa học cho rằng chúng nên được coi là đồng nghĩa. Xem xét mức độ phổ biến của Deinosuchus, việc liệt kê tất cả các sinh vật có chung môi trường sống với nó là điều không thể, đặc biệt là khi nhiều sinh vật thậm chí còn chưa được phát hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta cũng chú ý đến thực tế rằng Deinosuchus chủ yếu sống dưới nước, chúng ta có thể cho rằng trên thực tế nó không chạm trán với nhiều sinh vật trên cạn, ngoại trừ những loài mạo hiểm ở gần mép nước và có thể dùng làm con mồi cho loài này. Dù thế nào đi nữa, môi trường sống mà Deinosuchus sinh sống có thể có rất nhiều loài rùa như Borimis, Deinosuchus và Neuranchelys. Nó có thể đã sống như những con cá sấu khác, nhưng chắc chắn đã thống trị môi trường nhờ kích thước khổng lồ và kỹ năng săn mồi của nó. Khủng long Ornithischian khá phổ biến. Những con Ornithischian nhỏ có thể trở thành con mồi của Deinosuchus nếu chúng không may vượt qua lãnh thổ của loài cá sấu này. Những con khủng long lớn hơn có thể sẽ không được tha nếu có cơ hội săn mồi thuận lợi. Ở những địa điểm như hệ tầng Kaiparowis, khủng long chân thú cũng khá phổ biến, bao gồm cả khủng long ăn thịt. Tuy nhiên, Deinosuchus có lẽ không cạnh tranh thức ăn với những loài khủng long chân thú và không trở thành con mồi của bất kỳ loài nào, vì khủng long chân thú sống trên cạn và không phù hợp với kích thước của Deinosuchus. Ngoài ra, Deinosuchus có lợi thế đáng kinh ngạc là lối sống dưới nước, và ngay cả khi nó cố gắng bắt một con vật trên cạn, nó vẫn lao trở lại mặt nước. Và nếu cảm thấy bị đe dọa thì không cần thiết phải mạo hiểm ra thế giới bên ngoài, vì vùng nước này có rất nhiều rùa, cá xương và cá sụn. Kích thước lớn và kỹ năng săn mồi vượt trội đã giúp Deinosuchus trở thành một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa. Vì vậy, hiện nay đó là chủ đề của nhiều tài liệu nghiên cứu nhằm khám phá thêm về ngoại hình, hành vi và lối sống của loài bò sát này. Deinosuchus cũng khá phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Đây là tin tốt cho những người đam mê động vật hoang dã thời tiền sử muốn quan sát loài bò sát khổng lồ này đang chuyển động. Deinosuchus xuất hiện trong Paleo World, Working with Dinosaur, Deinodon, Trix Adventurers và những phim tài liệu khác. Nó cũng đã xuất hiện trong 3 game công viên kỷ Jura. Caprosuchus là một loài bò sát tương đối lớn, mặc dù cho đến đây người ta chỉ tìm thấy xương sọ của loài cá sấu này, nhưng các nhà khoa học đã ước tính toàn bộ chiều dài của nó là khoảng 3-6 mét. Theo ước tính, Caprosuchus nặng khoảng từ 181-226 kg. Nó có bộ ba răng dài giống như ngà nhô ra khỏi hàm trên và hàm dưới. Đây là những đặc điểm nổi bật nhất của loài bò sát này: hai cặp răng này ở hàm trên, trong khi một cặp ở hàm dưới. Những chiếc răng này giống răng của lợn rừng nên nó được đặc biệt danh là cá sấu lợn rừng. Các bộ răng này ở hàm dưới khớp với các rãnh ở hàm trên của loài bò sát. Nếu không có những rãnh này, miệng của Caprosuchus sẽ được giữ mở vĩnh viễn bằng những chiếc răng nanh lớn của nó. Đặc điểm này chưa được quan sát thấy ở bất kỳ loài cá sấu nào khác, cả còn sống và tuyệt chủng. Caprosuchus cũng có những chiếc sừng lớn nhô ra khỏi hộp sọ,
Điều này tương tự với những chiếc sừng được tìm thấy ở Mahajanga Sucus, một họ hàng nhỏ của Caprosuchus, nhưng không có bất kỳ loài cá sấu nào khác. Mặc dù cho đến nay không có xương sâu sọ của Caprosuchus được tìm thấy, nhưng các nhà khoa học cho rằng nó có cơ thể thon gọn tương tự như họ hàng gần nhất của nó. Nó có mõm tương đối dài và thon tương tự như mõm của cá sấu Ấn Độ. Cơ thể của nó có lẽ đã thích nghi tốt với khả năng vận động dưới nước, cho phép nó di chuyển nhanh chóng trong nước. Hốc mắt của Caprosuchus mở sang một bên và hơi nghiêng về phía trước, thay vì hướng lên trên như những loài cá sấu khác. Điều này cho thấy loài bò sát này có tầm nhìn lập thể, tương tự như con người và các động vật sống trên cạn khác. Đây là một vùng đất cổ xưa bao gồm Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, Úc, Ả Rập và Nam Cực vào một thời điểm nào đó. Cụ thể hơn, phạm vi phân bố của Caprosuchus là khu vực xung quanh nơi ngày nay được gọi là sa mạc Sahara ở Cộng hòa Niger, Tây Phi ngày nay. Trong thời gian Caprosuchus tồn tại, trái đất có khí hậu ấm áp. Vùng đất Gondwana nằm gần Nam Cực hơn ngày nay, đang trôi dần về phía Bắc về xích đạo. Xu hướng này dẫn đến sự chuyển đổi khí hậu chủ yếu là khô, sang môi trường nhiệt đới và ẩm ướt hơn. Dấu tích hóa thạch duy nhất của Caprosuchus được phục hồi từ tình hạn Eska. Hệ tầng này là môi trường nước ngọt trong kỷ phân trắng bộn. Khu vực này có hệ thống sông phát triển mạnh, có lẽ bao gồm các kênh, hồ, đầm lầy nối liền nhau. Giống như các loài cá sấu khác, Caprosuchus rất có thể là một loài động vật bơi lội thành thạo. Nó có hình dạng cơ thể thon gọn và có khả năng thích nghi dưới nước. Nó có thể sử dụng cái đuôi mạnh mẽ và đôi chân có màng di chuyển trong nước một cách hiệu quả. Trên cạn, Caprosuchus có thể di chuyển bằng bốn chân, tương tự như cá sấu hiện đại. Mặc dù loài bò sát này thường được miêu tả có đôi chân dài, nhưng các nhà khoa học không tìm thấy bằng chứng nào về điều này. Điều đó có nghĩa Caprosuchus có đôi chân giống cá sấu bình thường. Là loài cá sấu, Caprosuchus có lẽ đã dành thời gian đáng kể ở sông hồ. Nhưng các nhà cổ sinh vật học cho rằng nó cũng có một cuộc sống tích cực trên cạn. Vì vậy, thay vì chế độ ăn chủ yếu là cá, một số nhà khoa học cho rằng nó là loài ăn thịt hoạt động trên cạn. Một bằng chứng cho thấy điều này là việc sở hữu đôi mắt hướng về phía trước thay vì đôi mắt hướng lên trên như những loài cá sấu tiền sử khác. Kiểu nhìn này phổ biến ở những kẻ săn mồi sống trên cạn. Chúng dựa vào tầm nhìn rộng để săn bắt con mồi. Điều này dẫn đến suy đoán rằng Caprosuchus có thể đã lang thang khắp vùng đồng bằng châu Phi để tìm kiếm con mồi. Một khi đã xác định được con mồi, nó sẽ lén lút tiếp cận cho đến khi đủ gần. Caprosuchus sau đó sẽ lao vào con mồi, hạ gục nó bằng mõm trước khi kẹp chặt bằng bộ hàm với những chiếc răng khổng lồ. Vòng đời sinh sản và vòng đời của Caprosuchus rất có thể giống với loài cá sấu hiện đại, có khả năng chúng sinh sản hữu tính và có thể đã đẻ trứng vào tổ trên đất liền. Nếu hành vi làm tổ của chúng giống như các loài cá sấu còn tồn tại và một số loài cá sấu khác, điều đó có nghĩa là loài cá sấu này sẽ đẻ trứng chuồn dưới đất, áp bằng nhiệt tự nhiên. Sau khi nở, Caprosuchus non có tỷ lệ cơ thể và bộ răng tương tự như con trưởng thành nhưng kích thước nhỏ hơn. Những con non tương đối độc lập ngay từ khi được sinh ra và có khả năng tự săn mồi theo bản năng. Giống như các loài cá sấu khác, Caprosuchus có lẽ có sự tăng trưởng không xác định, nghĩa là chúng tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Ban đầu chúng sẽ phát triển với tốc độ nhanh chóng, sau đó sẽ chậm lại khi chúng trưởng thành. Caprosuchus thuộc một giống bò sát được gọi là Notosuchian, là một giống bò sát giống cá sấu đa dạng trong kỷ Jura và kỷ phân trắng. Notosuchians có nhiều dạng cơ thể khác nhau và thể hiện sự thích nghi khác nhau dựa trên khu vực nơi chúng được tìm thấy. Trong phân loại Notosuchians thì Caprosuchus được xếp vào họ Mahajanga Suchidae. Caprosuchus là một trong hai họ trong chi này. Họ này cũng bao gồm các loại cá sấu khác sống ở châu Phi và cuối kỷ phân trắng. Các thành viên của họ Mahajanga Suchidae có nhiều điểm tương đồng về giải phẫu hợp sọ và sở hữu những chiếc răng đặc biệt. Điều này cho thấy lịch sử tiến hóa chung giữa chúng. Lịch sử tiến hóa của Caprosuchus có thể bắt nguồn từ giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa cá sấu, bắt đầu từ hơn 230 triệu năm trước. Nhóm này có nguồn gốc từ thời kỷ Trias và trải qua sự đa dạng hóa đáng kể trong suốt kỷ nguyên Mesozoic. Vào thời điểm xuất hiện, Caprosuchus đã có một số đặc điểm thích nghi độc đáo giúp phân biệt nó với các loại cá sấu khác. Điều đáng chú ý nhất trong số này là mõm thon dài, răng giống lợn rừng và đôi mắt hướng về phía trước. Những khả năng thích nghi hấp dẫn này đã giúp loài bò sát này có thể khai thác hiệu quả cả môi trường sống dưới nước và trên cạn.
Mặc dù khác với các loại cá sấu khác, Caprosuchus vẫn có một số đặc điểm tương tự với các họ hàng gần của nó, đó là Mahajongasuchus. Xét về sự khác biệt khả năng thích nghi, Mahajongasuchus là loài săn mồi chủ yếu sống dưới nước, trong khi Caprosuchus là loài bán thủy sinh. Caprosuchus rất có thể đã chiếm vị trí cao trong chuỗi thức ăn của vùng Sahara kỳ phân trắng muộn. Nó có một chế độ ăn đa dạng bao gồm cả cá, cũng như những con mồi trên cạn cỡ nhỏ hoặc cỡ trung bình. Khu vực này có rất nhiều loại cá, khủng long nhỏ và động vật có vú có thể từng làm thức ăn cho loài Caprosuchus. Loài cá sấu này sẽ phải cạnh tranh với những kẻ săn mồi khác, chẳng hạn như khủng long và các loài cá sấu khác, trong môi trường sống của nó để có thể kiếm thức ăn và các nguồn tài nguyên. Một số loại cá sấu khác sống ở vùng châu Phi này trong kỷ phấn trắng muộn bao gồm Araribesuchus, còn được gọi là cá sấu chuột, Lagandosuchus, còn được gọi là cá sấu bánh kiếp. Đây là những con cá sấu rất lớn được mô tả cùng với cá sấu lợn rừng Caprosuchus. Những loại khủng long như Bahariasaurus hay Elaprosaurus cũng có thể đã có mặt ở đây. Khả năng khai thác cả môi trường sống dưới nước và trên cạn của Caprosuchus sẽ mang lại cho loài bò sát này lợi thế cạnh tranh trong môi trường sống của nó. Là loài săn mồi to lớn và mạnh mẽ, Caprosuchus sẽ có rất ít đối thủ trong tự nhiên trong hệ sinh thái của nó. Tuy nhiên, có những loài khủng long chân thú lớn hơn và các loài cá sấu có thể gây ra mối đe dọa cho các cá thể chưa trưởng thành hoặc nhỏ hơn. Kể từ khi được phát hiện và mô tả vào năm 2009, Caprosuchus hay còn được gọi là cá sấu lợn rừng đã thu hút trí tưởng tượng của công chúng và đi vào văn hóa đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trong các phim tài liệu về động vật thời tiền sử. Một trong những ví dụ đáng chú ý nhất của sự xuất hiện của nó trong phim tài liệu là National Geographic có tiêu đề Khi cá sấu ăn thịt khủng long và Deinomorphosis. Bộ phim tài liệu cũng giới thiệu một số loài đáng chú ý khác như Suchomimus, Sacosuchus, Nigersaurus hay Ariabesuchus. Caprosuchus cũng xuất hiện trong tập phim Primeval, một chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng của Anh. Nó cũng đã được giới thiệu trong nhiều tựa game khác nhau, bao gồm cả Jurassic World Evolution và các loạt trò chơi Ark Survival. Việc phát hiện ra Caprosuchus và nghiên cứu tiếp theo về giải phẫu, hành vi và sự tiến hóa của nó đã góp phần nâng cao kiến thức của chúng ta về sự đa dạng của các loài cá sấu thời tiền sử và khả năng thích nghi của chúng. Bằng cách nghiên cứu Caprosuchus, các nhà khoa học đã hiểu rõ hơn các đặc điểm khác nhau giúp cá sấu thích nghi về hệ sinh thái dưới nước và trên cạn. Loài bò sát này cũng mang đến nhiều cơ hội tìm hiểu về sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái kỷ phấn trắng muộn ở châu Phi. Cái tên Sacosuchus xuất phát từ các từ trong tiếng Hy Lạp Sax có nghĩa là thịt và Suchus có nghĩa là cá sấu. Đó là tên gọi chung của loài bò sát này. Chi cá sấu này là một trong những sinh vật phổ biến nhất kỷ phân trắng sớm, sống ở châu Phi và Nam Mỹ ngày nay khoảng 133 đến 112 triệu năm trước, bao gồm hai loài là Sacosuchus imperator và Sacosuchus hartis. Loài này được biết đến từ một hóa thạch được tìm thấy ở Brazil. Hiện nay, nó nổi tiếng là một trong những loài bò sát giống cá sấu lớn nhất từng tồn tại. Đó là lý do tại sao ngoại hình, hành vi và sự tiến hóa của nó rất được các chuyên gia và những người đam mê sinh vật thời tiền sử quan tâm. Sacosuchus ban đầu được biết đến nhờ răng và vảy xương. Vào năm 1964, hộp sọ đầu tiên được phát hiện và loài điển hình sau đó đã được xác định. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối thế kỷ 20 mới có nhiều vật liệu hoàn chỉnh hơn bao gồm đốt sống, xương sườn và các bộ phận khác của bộ xương sao sọ. Mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng hiện nay đã có đủ tài liệu để đưa ra ước tính sơ bộ về kích thước của Sacosuchus. Vào những năm cuối thế kỷ 20, Sacosuchus được cho là dài khoảng 11 đến 12 mét, một ước tính dựa trên so sánh tỷ lệ hợp sọ và chiều dài cơ thể của cá sấu còn sống ngày nay. Phương pháp này cũng được sử dụng cho nhiều chi khác của cá sấu tiền sử. Tuy nhiên, nó dường như không hoàn toàn đáng tin cậy trong một số trường hợp, đặc biệt là do sự khác biệt về hình dạng và kích thước hợp sọ giữa các loài. Nhưng sau đó thì đã có một số phương pháp so sánh khác nhau nữa, nên đã đưa ra được ước tính nhỏ hơn một chút là từ 9 đến 9,5 mét đối với các cá thể Sacosuchus đã biết. Điều này vẫn khiến Sacosuchus lớn hơn đáng kể so với những loài cá sấu lớn nhất được ghi nhận còn sống ngày nay, mà hiếm khi xảy ra là đạt đến chiều dài từ 6 đến 7 mét. Sacosuchus không chỉ lớn hơn cá sấu ngày nay mà còn già hơn rất nhiều.
Hầu hết cá sấu có tuổi trung bình trong tự nhiên khoảng 25 năm, với một số cá thể có thể đạt tới 30 tuổi, thậm chí là có thể hơn. Có một số nghiên cứu ở một số bộ xương cho thấy một số chi Sarcosuchus đã khoảng 40 tuổi mà vẫn chưa phát triển đầy đủ trước khi chết. Trong khi cá sấu ngày nay phát triển lớn và dừng lại khi đến tuổi trưởng thành, Sarcosuchus vẫn tiếp tục lớn hơn. Đó có thể là yếu tố hạn chế duy nhất với mức độ phát triển của nó khi nó không còn duy trì cơ thể to lớn như vậy với nguồn cung cấp thực phẩm sẵn có. Sarcosuchus có mõm dài chiếm khoảng 75% tổng chiều dài hộp sọ. Cả hai hàm đều được trang bị răng bố trí ở hai bên. Có 35 chiếc răng ở mỗi bên hàm trên và 31 chiếc răng ở mỗi bên hàm dưới. Điều này cho thấy hàm trên lớn và dài hơn đáng kể so với hàm dưới. Một đặc điểm khác biệt của Sarcosuchus là mõm mở rộng. Một điểm khác biệt của Sarcosuchus là mõm mở rộng mà các nhà khoa học gọi là bulla. Nó được so sánh với bulla được tìm thấy ở cá sấu Ấn Độ hay còn được gọi là cá sấu ăn cá. Mặc dù bulla này chỉ xuất hiện ở cá sấu đực, ngược lại thì cả Sarcosuchus đực và cái đều có phần mở rộng này, cho thấy không dị hình giới tính. Sarcosuchus sở hữu các vảy xương hay còn được gọi là vảy da. Chúng kéo dài từ phần sâu của cổ đến giữa đuôi. Những vảy xương này giống với những vảy được tìm thấy ở Goniopholis và Pseudosuchus. Những vảy xương này có hình dạng khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của chúng trên cơ thể. Các hóa thạch đầu tiên của Sarcosuchus được phát hiện ở hệ tầng Intercalary ở Maroc. Một số hóa thạch cũng được tìm thấy ở Algeria, Tunisia và Cộng hòa Niger. Việc phát hiện và nghiên cứu các hóa thạch được tìm thấy ở Niger là cơ sở xác định một dạng cá sấu mõm dài mới. Hiện tại, nó thuộc hệ tầng Eras của Cộng hòa Niger. Vào năm 1977, các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy những hóa thạch khác được cho là thuộc chi này nhưng lại được chỉ định là một chi khác. Đó là Sarcosuchus hati, mà ở phần đầu mình có nói nó được tìm thấy ở Ilhas của Brazil. Vì các hóa thạch được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nên mình sẽ tập trung vào khu vực có mẫu vật gốc từ thành hệ Eras, có niên đại khoảng 112 triệu năm trước. Lãnh thổ này có lẽ là một môi trường sông nội địa bao gồm các vùng nước ngọt. Một số nguồn liệt kê nơi đây có khí hậu nhiệt đới ẩm, trong khi những nguồn khác cho biết khu vực này rất nóng và khô. Tuy nhiên, người ta cho biết rằng lãnh thổ này có lợi cho sự phát triển của cây cối. Đối với hệ tầng Ilhas ở Brazil, nơi loài thứ hai được phát hiện, người ta tin rằng nó là một môi trường hồ cạn, có hệ động vật thủy sinh tương tự như hệ tầng Eras. Các thành viên của họ Pholidosauridae đều sống dưới nước, mặc dù loại môi trường chúng sinh sống phụ thuộc vào chi. Trong khi một số loài sinh vật biển khác có thể sống ở môi trường nước mặn, thì Sarcosuchus lại là loài bò sát sống ở nước ngọt. Sarcosuchus cũng khác với những loài khác do chế độ ăn của nó. Trong khi hầu hết họ hàng của nó là loài ăn cá, thì Sarcosuchus lại là loài săn mồi chuyên biệt. Các chuyên gia cho rằng nó có chế độ ăn tương tự như loài Crocodilus nigloticus. Loài săn mồi này hầu như chỉ ăn động vật có vú trên cạn. Như vậy, Sarcosuchus có khả năng săn những loài khủng long trên cạn, có chung môi trường sống với đó. Mặt khác, cũng như nhiều khía cạnh liên quan đến sinh vật thời tiền sử, điều này không được tất cả các nhà khoa học ủng hộ hoàn toàn. Phân tích khoa học cho thấy Sarcosuchus không có các đặc điểm cơ động như cú cuộn tử thần nổi tiếng của loài cá sấu. Đó là một động tác xoay tròn ngụ ý một chuyển động quay nhanh quanh trục dọc của cơ thể, dùng để khuất phục hoặc chặt xác con mồi. Nói một cách dễ hiểu hơn, những con cá sấu này lăn lộn cho đến khi con mồi của chúng bị khuất phục và bị phân xác. Những sinh vật tương tự như Parusaurus hoặc Deinosuchus có thể thực hiện những cú cuộn tử thần này. Trong khi hộp sọ của Sarcosuchus có thể không chịu được áp lực xoắn của cuộn tử thần này. Nghiên cứu này chỉ ra rằng Sarcosuchus có thể dựa vào các kỹ thuật săn bắt và phân xác con mồi khác. Nói tóm lại thì có thể là Sarcosuchus có lối sống và chế độ ăn khác nhau ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Cá là con mồi dễ dàng cho cá sấu nhỏ, nhưng khi chúng lớn hơn, chúng sẽ cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để tồn tại. Và vì vậy, chúng có thể đã bắt đầu kết hợp khủng long vào chế độ ăn của chúng. Như đã thấy ở các loài cá sấu ngày nay, chúng cũng có thể đã rời khỏi vùng nước của mình để nhặt xác các loài đã chết. Vì hầu hết các hóa thạch thuộc chi này đã được phục hồi từ hệ tầng Eras, nên chúng ta chỉ tập trung nói về khu vực này. Chúng ta có thể kể đến một số động vật thời tiền sử khác cũng chia sẻ môi trường sống với Sarcosuchus như nhiều loài cá khác nhau thuộc thành viên của Bignodontidae và Neoceratodus.
một số loại cá sấu như Anatosuchus, Araribesuchus và Stocorosuchus, các loại Ornithischian như Erasiosaurus, Lerusaurus và Oranosaurus, những loài Saurischia như Avromimus, Elcacharia, Pristops, Suchomimus và Nigesaurus. Như bạn đã nhận thấy, khu vực này có rất nhiều loài khủng long. Một số là động vật ăn cỏ, nên có lẽ chúng chưa bao giờ chạm trán với Elcacharia, nghĩa là Sarcosuchus không ăn chúng. Tuy nhiên, những loài khác lại là loài ăn thịt, nên chúng có thể đã đe dọa Sarcosuchus. Một số loài khủng long như Suchomimus có thể là loài ăn cá hoặc thậm chí là loài nhặt xác. Như vậy, mặc dù người ta chấp nhận rộng rãi rằng Sarcosuchus là loài săn mồi và do đó có thể đã săn những loài khủng long, có lẽ là loài ăn cỏ hơn là ăn thịt. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đã xảy ra các cuộc đối đầu với khủng long ăn thịt. Tuy nhiên, với kích thước và cơ thể của loài cá sấu này thì có rất ít cơ hội để nó bị khuất phục. Các dạng cá sấu cơ bản sớm nhất là thành viên của bộ Sphenosauchia, tiến hóa trong kỷ Trias muộn. Chúng là những sinh vật trên cạn mảnh khảnh. Trong kỷ Jura, các thành viên của họ cá sấu Mechiorhynchidae đã phát triển chi trước và đuôi giống mái chèo tương tự như các loài cá hiện đại. Một số thậm chí còn phát triển hộp sọ chuyên dùng để ăn các loài bò sát thủy sinh lớn. Mặc dù đây là họ hàng xa của Sarcosuchus, nhưng chúng có thể giúp chúng ta hình dung khả năng tiến hóa của những sinh vật này. Chi mà chúng ta đang thảo luận ngày hôm nay được phát hiện từ năm 1946 đến năm 1959, nhưng chỉ khoảng năm 1997 các nhà khoa học mới có thể mô tả được giải phẫu của nó. Điều này xảy ra sau chuyến thám hiểm của Paul Serino, kết quả là 6 mẫu vật mới được phát hiện. Tuy nhiên, những khám phá hóa thạch liên quan đến Sarcosuchus đã được bắt đầu từ trước năm 1964, chính xác hơn là vào năm 1867 khi Charles Hart, một nhà tự nhiên học người Mỹ, đã phục hồi được hai chiếc răng mà sau này được cho là của loài Crocodilus hati. 40 năm sau, chúng được chuyển sang chi Gonopholis của loài cá sấu Goniopholidis với hành vi săn mồi phục kích bán thủy sinh. Cuối cùng, các nhà khoa học kết luận nó thuộc về Sarcosuchus và do đó đặt tên cho loài thứ hai trong chi là Sarcosuchus hati. Đặc điểm sinh lý cho thấy sinh vật này có quan hệ họ hàng gần gũi với Terminonaris, loài nhỏ hơn và sống ở Bắc Mỹ khoảng 96 đến 91 triệu năm trước. Vì là họ hàng xa xưa của cá sấu hiện đại và là một trong những loài bò sát giống cá sấu thời tiền sử lớn nhất, nên Sarcosuchus hiện là một chi được các nhà khoa học rất quan tâm. Mặc dù không phổ biến như các sinh vật thời tiền sử khác trong phim ảnh và các trò chơi điện tử, nhưng Sarcosuchus cũng đã có những lần xuất hiện đáng chú ý trong các tập phim Lost World và New Zealand trong Planet Dinosaur. Nó cũng được miêu tả trong chương trình The Most Extreme. Cho người xem chưa biết rằng nó lớn hơn nhiều so với cá sấu Somnin, Sarcosuchus còn có một biệt danh khác là Super Croc. Biệt danh này khá phổ biến với những người tìm hiểu sinh vật tiền sử ở nước ngoài, nhưng nó không phổ biến lắm ở Việt Nam. Đó là tên được đặt trong một bộ phim tài liệu National Geographic. Sarcosuchus cũng xuất hiện trong Jurassic World The Game, nhưng đó được miêu tả là một loài lưỡng cư huyền thoại chứ không phải một con cá sấu. Vừa rồi là những phân tích về tứ đại cá sấu hung tợn nhất thời tiền sử. Các bạn thấy sao về các loài này? Hãy bình luận chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết chứ. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của UltraXe trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Some kind of bird.